thiện nam tử tất cả chúng sinh hoặc bị bệnh trói buộc hoặc bị già xâm lấn hoặc bị khổ bần cùng hoặc gặp hoạn nạn hoặc phạm vương pháp bị bắt giam sẽ thọ hình không chỗ nương tựa sinh lòng sợ hãi thì ta đều cứu giúp lại nghĩ như vậy ta nguyện dùng pháp nhiếp khắp chúng sinh khiến cho họ giải thoát tất cả phiền não sinh già bệnh chết lo sầu khổ hoạn gần thiện tri thức, thường tu pháp bố thí, siêng tu nghiệp lành, mau đắc được pháp thân thanh tịnh của Như Lai, trụ nơi rốt giáo không biến đổi. Thiện nam tử, tất cả chúng sinh vào rừng rậm tà kiến, trụ nơi tà đạo, nơi các cảnh giới khởi tà phân biệt, thường tạo nghiệp thân miệng ý bất thiện, vọng tưởng làm đủ thứ các khổ hạnh tà kiến. Chẳng tránh giác mà sinh tưởng tránh giác, tránh giác mà sinh tưởng chẳng tránh giác, do ác tri thức nhiếp thọ, nên khỏi ác kiến sẽ đọa vào đường ác. Ta dùng đủ thứ các môn phương tiện để cứu hộ họ, khiến cho họ trụ tránh kiến, được sinh trong trời người. Ta lại nghĩ như vậy, như ta cứu các chúng sinh sắp bị đọa vào đường ác, ta nguyện cứu khắp tất cả chúng sinh, đều khiến cho họ được giải thoát tất cả các khổ, trụ ba la mật, đạo xuất thế của bậc thánh, được không thối chuyển nơi nhất thiết trí, đầy đủ nguyện phổ hiền, gần nhất thiết trí, mà chẳng xả lìa các bồ tát hạnh, thường siêng giáo hóa tất cả chúng sinh bấy giờ vị chủ dạ thần bà san bà diễn đề muốn thuật lại nghĩa của giải thoát này bé nương thần lực của đức phật quán sát mười phương vì thiện tài đồng tử mà nói kệ rằng môn giải thoát ta đây sinh tịnh pháp quang minh hay phá tối ngu si đợi thời mà diễn nói xưa ta vô biên kiếp riêng tu từ rộng lớn, che khắp các thế gian, Phật tử nên tu học. Biển đại bi tịch tĩnh, sinh ra Phật ba đời, hay diệt khổ chúng sinh, ngươi nên vào môn này. Hay sinh vui thế gian, cũng sinh vui xuất thế, khiến tâm ta hoan hỉ, ngươi nên vào môn này. Hãy bỏ hoạn hữu vi, cũng xa quả thanh văn, tịnh tu lực chư Phật, ngươi nên vào môn này mắt ta rất thanh tịnh thấy khắp mười phương cõi cũng thấy phật trong đó ngồi dưới cội bồ đề